xong thì bây giờ mình sẽ đi thưởng thức mấy món ăn Cần Thơ nha. Bây giờ mời mọi người cùng theo chân Mẫn nha. Hiện tại thì Mẫn đang có mặt tại một quán ẩm thực Campuchia tùm lum, hoặc là có tên gọi khác gọi là Mẹ Miên đó mọi người ơi. Ở đây là chuyên về các món ăn mang hương vị Campuchia, và phong cách quán ở đây thì nhìn cũng rất là Campuchia luôn. Mọi người ơi, mọi người thấy Mẫn ngồi trên những cái trò như thế này có giống như bên Campuchia không? Ăn ngồi bệt như nè, có chảy chiếu nè, một cảm giác ăn rất là mới mẻ luôn. Và ở đây thì Mẫn có gọi ra trước là Mẫn gọi tới 6 món lận, nhưng mà có một cái món đặc biệt, cái thời gian chế biến nó sẽ hơi lâu hơn, nên ở đây sẽ có trước 5 món. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với Mẫn nha. Mẫn sẽ xin giới thiệu với mọi người đầu tiên món này, đó chính là lòng trứng non xào tỏi ha. Còn cái này á, chính là cơm ống tre chấm với lại kho quẹt. Đù ghê không ghê. Đây là một cái món mà lần đầu tiên Mẫn ăn mà Mẫn cũng hơi có sự e ngại một tí xíu, đó chính là dế chiên nha mọi người. Cái này là dế nè. Còn cái món này thì thôi, nhìn là chảy miếng nãy giờ luôn. Kiểu là tôm á, sốt giống sốt Thái vậy cả nhà, sốt cay chua á. Trời ơi, chảy miếng hết. Còn cái này chính là ốc nhồi ống tre. Thì ốc nhồi ống tre thì thật sự Mẫn cũng đã ăn ở nhiều nơi rồi, nhưng mà theo như được nhân viên của quán giới thiệu á, nó là cứ dùng thử đi. Cái món ốc nhồi ống tre ở đây nó sẽ khác hoàn toàn so với những chỗ Mẫn đã ăn, nên Mẫn quyết định cũng kêu thử một phần luôn. Về phần trình bày thì mình thấy nó đã khác rồi đó, thấy nó lạ đó. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với Mẫn nha. Bây giờ mình sẽ làm nước chấm. Cái muối tiêu chanh ớt này thì mình sẽ ăn chung với cái món trứng non, lòng trứng non xào tỏi nha mọi người. Đây. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn với Mẫn nha. Đây, lấy cái này một miếng ghe, một miếng lòng nè, chấm. Ừ, vị tỏi rất là thơm luôn mọi người ơi. Lấy miếng cũng ngon nữa. Tuyệt vời. Món tiếp theo mà mình sẽ thưởng thức đó chính là món cơm trong ống tre với lại kho quẹt nha mọi người. Đây, cái cờ kho quẹt nhìn rất là ngon luôn nè. Còn cái này chính là cơm. Nó thơm thơm á mọi người ơi. Cái vỏ ngoài thì nó giòn và cứng. Bây giờ mời mọi người cùng ăn với Mẫn nha. Mẫn sẽ chấm vô. Bên ngoài thì giòn nha. Cái cơm bên trong thì rất là dẻo và rất là thơm luôn. Mùi hơi mùi gì ta? Phô mai hay sao? Ngon mọi người ơi. Ăn rất là lạ miệng. Cơm mỡ giòn giòn bé béo. Ngon nha. Tiếp tục là mình sẽ ăn ốc nhồi ống tre cho mọi người. Săn táo lên. Đây nha mọi người. Đây là cái cục ốc nhồi nè. Rất là mập và to luôn nha. Ở trong đây á thì sẽ có một cái chén nước chấm sẵn cho mình luôn. Cái nước chấm này nó sền sệt, nhìn cũng rất là lạ. Bây giờ mời mọi người cùng ăn. Rất là ngon mọi người. Đúng là cái chảo ốc này đó, nó không giống như những cái chỗ Mẫn ăn. Nói chung là nó có cái vị khác, tức là nó mềm, Mẫn cảm thấy nó mềm hơn. Gia vị nó nêm nếm, đậm đà hơn. Chấm chung với cái sốt này chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Mà cái vị cay của cái sốt này nó cũng không có quá cay đâu nha. Nó hòa quyện giữa vị cay của tiêu và vị cay của ớt, rất là ngon. Mà cái ốc nhồi nè, nó thơm thơm, mùi tre thiệt. Kế tiếp là mình sẽ thưởng thức cái món này nha mọi người ơi. Đây chính là món tôm. Tôm sốt chua ngọt, chua cay chứ. Giống như tôm sốt Thái vậy mọi người. Mình gấp con tôm, mình nhúng nhúng rồi mình lấy thêm kèm với một miếng gỏi. Ui, nhiều quá. Wow. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây. Mời mọi người cùng ăn với Mẫn nha. Wow. Mọi người ơi, thì nãy giờ Mẫn đã ăn hết 1, 2, 3, 4 món rồi. Và bây giờ sẽ tới món này, chính là món dế. Chưa gọi ra mà sao trong lòng tôi vẫn rất là lo sợ luôn mọi người ơi. Đây. Những chú dế này là dế mèn hay dế chắc đây trời.
Bây giờ Mẫn sẽ ăn thử, này là lần đầu tiên Mẫn ăn thử dế nên lẽ chưa biết nó như thế nào. Do là giờ Mẫn cũng hơi sợ mấy cái con này á, nên là giờ Mẫn sẽ... Đây, đây là con dế nha, mời mọi người cùng ăn chứ mà. Ăn, ăn lũy nó sao? Ăn lũy nó sao? Mẫn sẽ chấm miếng nước mắm. Ngon. Ngon, sao ta? Nó xốp xốp, nó giòn giòn hả? Nó xốp xốp, nó giòn giòn. Nó giống như mấy con cá mà người ta chiên, mà chiên luôn xương. À, con cá cơm chiên. Nó giống vậy đó. Nha mọi người. Đây, mình sẽ chấm với cái nước này. Lạ ngon mọi người, thơm. Đây chính là món gà đốt Campuchia, là đặc sản của quán luôn nha mọi người. Khi mà người ta mang con gà ra xong rồi á, thì sẽ có nhân viên cắt gà ra cho mình luôn. Cái phần đùi, cánh rồi này kia thì sẽ ăn gà thôi như thế này, tại vì mình thấy người ta để ra cái dĩa riêng. Còn cái mình của con gà, cái phần ức gà rồi thì họ sẽ xé và trộn chung với rau với lại nước gì đó mình không biết, vì là lần đầu tiên mình ăn. Nên là bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức và ăn chung với cái món này nha. Đây, cái này là rau muống rồi vậy. Đây, mời cả nhà cùng ăn thử với Mẫn nha. Thịt gà thì được tẩm ướp gia vị mặn mặn vừa ăn. Cái thịt bên trong á, cái thịt nướng nó vẫn còn ướt nha, nó không có bị khô, tức là không bị quá chín, vẫn rất là ngon luôn. Mọi người, hiện tại thì Mẫn đang có mặt tại quán Lẩu Vịt Nấu Chao Thành Giao. Đây là một cái địa điểm ăn uống cực kỳ nổi tiếng ở Cần Thơ luôn, mà tất cả những vị khách du lịch ở nơi khác khi mà đi du lịch đến Cần Thơ á thì đều phải ghé qua đây để ăn thử một lần cái hương vị của lẩu vịt nấu chao. Ngon trứ danh, ngon xuất sắc trong vai tỳ nữ luôn. Và phải ăn thử thì mới biết nó ngon như thế nào. Bây giờ mời cả nhà cùng đi vào với Mẫn nha. Mọi người ơi, đồ ăn đã ra rồi. Thì hiện tại là Mẫn đã có gọi một cái lẩu vịt nấu chao, thì tới đây thì không thể nào thiếu cái món này được. Tiếp đến một cái món ở đây mà cũng nổi tiếng không kém, đó chính là ốc bươu nướng tiêu nha mọi người. Còn cái này chính là ếch chiên giòn. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn với Mẫn nha. Mọi người ơi, trong lúc mà mình chờ cái lẩu nó sôi thì bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức trước món ốc bươu nướng tiêu nha. Cũng rất là nổi tiếng ở quán Thành Giao luôn. Đây, lấy con ốc cho tôi rồi chị. Nó ở trong á mọi người. Đây, do là ốc bu á Mẫn sẽ không có ăn cái đít của nó mà Mẫn ăn cái ở trên nồi. Ở đây người ta phải có cho mình chung với muối tiêu mình hay chấm nha mọi người. Đây, bây giờ sau khi chấm muối xong rồi mình sẽ cho vô miệng nha mọi người ơi. Con ốc á, cái đầu nó rất là dai, thực mà chấm với muối vô chanh ớt chua chua cay cay rất là ngon. Cái vị nướng tiêu đó cũng là có một cái vị cay cay nhẹ và ngon lắm mọi người. Lấy thêm con nữa. Cả nhà thấy không, bên trong nó có cái sốt tiêu rồi mọi người nhìn kỹ. Wow, thơm lắm. Ấm mà rung tay luôn nè. Wow, không cầm nổi luôn. Đó. Thì ở đây người ta có cho mình kèm theo đậu hũ kỳ với lại đậu hũ ấy nữa. Bây giờ Mẫn sẽ cho vô cái nồi lẩu luôn nha mọi người. Đây, đây là đậu hũ kỳ nè, cho hết vô. Mẫn rất là thích ăn đậu hũ kỳ đó nha. Tiếp tục mình sẽ cho tiếp cái dĩa đậu hũ này. Đây, đó. Ngon lắm.
ngon lắm luôn nha. Wow, hấp dẫn quá mọi người ơi, hấp dẫn quá. Ở đây người ta có cho mình là bún với cả mì luôn, nhưng mà vẫn sẽ ăn mì trước nha mọi người, để mình ăn bao nhiêu mình bỏ bấy nhiêu, để tránh cho cái việc là nó sẽ bị nở mì ở trong đây nha. Bây giờ mình chờ một tí xíu cho cái mì nó mềm ra, sau đó mình sẽ múc ra chén để ăn. Và trong lúc chờ mì luôn thì mình sẽ thưởng thức tới thêm cái món là món ớt này, là ớt chiên nước mắm đó mọi người. Đây, nhìn cũng rất hấp dẫn ha. Ở bên trên này như có một cái lớp sả chiên hay sao đó. Mời mọi người cùng thử với Mẫn nha. Mời mọi người cùng ăn. Ở bên ngoài có cái vị mặn mặn, ngọt nhẹ. Cái lớp vỏ ở ngoài chiên á, mềm. Thịt bên trong thì dai, Mẫn cũng rất là thích ăn thịt ớt, thì bình thường Mẫn thích ăn cháo ớt á, nên là cái món này Mẫn thấy cũng rất là ngon. Rồi, đã xôi rồi, bây giờ mình sẽ gắp mì nha mọi người. Trời ơi, ngon xuất sắc trong vai tỷ nữ luôn. Thịt nè, thịt vịt nè. Ở đây người ta sẽ cho mình thêm cái nước chấm là cái cục chao như thế này nè, là để chấm chung với vịt nha. Đây, mình nhúng chao. Rất là ngon mọi người. Nóng quá nhưng mà ngon, khoai muối cũng mềm. Đây là miếng thịt vịt nha mọi người, rất là nóng luôn. Thịt vịt thì có độ dai, độ mềm vừa phải nha. Cái xớ thịt đó thì nó khi mà mình ăn á là nó rất là ngon luôn, dai dai mềm mềm, chứ nó không phải quá dai cũng không phải là quá mềm nha. Còn cái da thì dai nè, đó. Và có một món nữa mà xém tí quên mất tiêu, trời ơi hên quá tôi đã sực nhớ kịp thời mọi người à, đó chính là món bánh ú nha. Tèn tèn, nhìn rất chi là hấp dẫn luôn. Cái này cũng là một trong những cái món mà rất ngon ở đây luôn á mọi người. Các bạn ở trên TikTok comment rất là nhiều, nói là vẫn phải thử cái này nè. Đây, và cái ở đây là bánh ú nhân mặn nè, cả nhà thấy không, bên trong nó sẽ có luôn là trứng muối nè, có thịt heo nè, có hạt sen nè, có hạt điều. Trời ơi nhìn đã lắm luôn á. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn với Mỹ nha. Bây giờ mình sẽ xẻ một miếng. Rồi cái nếp ở ngoài rất là đủ luôn. Đây đó, cái trong đây là nó sẽ có trứng muối nè, có thịt mỡ nè, đó, có hạt sen. Ngon mọi người à. Cái lớp nếp á, nó dẻo mà nó béo nha. Hạt sen thì nó làm mình bùi bùi nha. Cái mùi cũng rất là thơm và dễ chịu. Đây còn có trứng muối nữa, trời. Đây, mời mọi người. Có vị rất là vừa ăn luôn. Nếu mà có dịp đi du lịch đó thì mình nên mình ghé, mình mua cái đó về Sài Gòn mình biếu mình tặng chắc những cái người mà thân của mình ở Sài Gòn này kia sẽ rất là thích, tại vì cái hương vị ở đây đặc trưng và rất là ngon.